bán bà cái NBK con cò ấy đồ này kia không hả? Quá xuống rồi. Bị phèn hả? Sao trên mô này đâu rồi ghim thấy gì trên mô này coi sao trên mô nó. Ủa chú, cái nền đất này hồi đó chú trồng cái gì vậy? Nền này trước cũng làm bắp. Có xài trồng xài. Có trồng xài không? Không. Hồi đó giờ luôn nha. Ừ. Chưa có trồng. Đất này là nó trước trồng bắp này cái gom mô lại rồi giờ trồng sầu riêng với mít thôi chứ. Sầu riêng hả? Ừ. Sầu riêng được bao nhiêu năm? Đây nè, mới trồng nè. À mới trồng đây nha. Trời ơi dạ. Trên đó thì mình không nói được. Tại vì cái mô rất là cao. Nhưng mà hiện tại con đang thấy cái hiện tượng là trên cây mít mình đang có một cái hiện tượng nè. Dạ. Anh ra lợi gâm giùm em cái mít này. Thế này nè. Cái gì vậy? Toàn bộ hả? Toàn bộ đọt ra bị hư hết toàn bộ. Cắm lúc luôn. À được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Xuống quá, khỏe xuống lắm. Chưa đi mày. Ba mấy. Chưa được bốn. Bốn. Ba tám mà tao thấy gì ba tám. Cây mít này nè chú, thường á là nó ra cái cơ đọt chú, thường chú có phun cái gì không? Thừa không có nào gì, chưa có phun cái gì chứ. Đó, thấy giờ một cái. Chú trồng chú chưa, chủ yếu là gãy phân vô nó tốt có kệ đúng không? Thì đó hồi hồi lần thì ba thì xài ba NBK dạ. Mà 10 30 10 10 đó. 10. Chỉ là dục cái đó với nờ với cái kia thôi. Ờ vậy chứ không có gì chứ. Rồi hôm nay thấy nó mà bệnh này nè, tôi mới không biết cái gì rồi tôi ngưng phân luôn, tôi đâu không có giải luôn.